Kính chào quý vị khán giả. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hiện tại gió đông bắc đang hoạt động mạnh trên nhiều vùng biển. Nhìn bản đồ trường gió này có thể thấy gió mạnh tương ứng với những luồng gió màu vàng đậm xuất hiện ở hầu khắp các vùng biển. Dự báo trong hôm nay, gió đông bắc mạnh vẫn hoạt động ở vùng biển từ Nam Vịnh Bắc Bộ đến Quảng Ngãi. Gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động. Ngoài ra, trời còn mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Đối với ven bờ từ Bình Định đến Cà Mau thì hôm nay cũng cần lưu ý đến mưa dông có thể kèm theo gió giật mạnh và lốc xoáy, gió đông bắc là cấp 5. Ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa trời ít mưa nhưng cần lưu ý có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Ở huyện đảo Trường Sa, gió không quá cấp 5 nhưng mà gió giật mạnh và lốc xoáy có thể đi kèm trong mưa dông. Trong điều kiện thời tiết như vậy, bà con khi ra khơi đánh bắt không nên chủ quan, cần chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cứu sinh đảm bảo an toàn như là áo phao, phao cứu sinh và thiết bị liên lạc. Nên đánh bắt theo tổ đội để có thể hỗ trợ nhau khi có sự cố xảy ra. Nếu gặp sự cố thì hãy liên lạc với tần số 7903 kHz để được trợ giúp. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.